Okay, xin chào các bạn Casio fan, Edifit fan, yêu quý của Belo Lê Tổ Và trong buổi chiều ngày hôm nay thì Belo vừa mới nhận được sự cập nhật Một phiên bản Edifit hoàn toàn mới, mới nhất trên thị trường hiện nay Dành cho dòng Casio Edifit bấm giờ thể thao giá rẻ Rất là tuyệt vời Chúng ta sẽ cùng nhau đập hộp cái phiên bản FV600D4A Một phiên bản Edifit mặt lửa với một màu đỏ có thể nói rất là tuyệt vời và với một cái thiết kế mặt màu đỏ như thế này các bạn mệnh thổ hoặc là mệnh hỏa thì chúng ta sẽ nên xem video clip này đây là một phiên bản rất là hợp cho các bạn và Edifit FV 600D Buna của chúng ta sẽ có mô đun máy là 5579 và cùng với những chiếc hộp rất là quen thuộc của những dòng Casio Edifit rồi chúng ta sẽ có một cái lớp vỏ trắng một lớp áo màu trắng ở bên phía bên ngoài này và phần phía trong thì chúng ta vẫn sẽ có một chiếc hộp với mật màu xanh Navi đặc trưng của Edifit với logo Edifit và tập đoàn Casio rồi, mở hộp ra thì chúng ta sẽ thấy ngay nhân vật chính trong uh, video clip ngày hôm nay uh, đó chính là FV600D4A. Và, và các bạn có thể thấy là uh, vì sao mà Belo lại gọi cái phiên bản này nó là uh, Casio Edifice mặt lửa chưa ạ? Đó, các bạn sẽ thấy một màu đỏ À, vô cùng là tuyệt vời à, mà Casio họ à, thiết kế cho chúng ta Ở đây chúng ta sẽ có một cái viền benzen trên hoàn toàn là một màu đỏ à, Và cái mặt dial của FV600D của chúng ta sẽ sử dụng à, hai màu Đổi màu từ một màu đỏ xuống một màu đen à, Và đây là một cái cách làm mặt hoàn toàn mới của Casio Edifit Với một loạt những cái phiên bản à, được sử dụng cái mặt hai màu Rất là tuyệt vời này nó sẽ mang lại một cái điểm nhấn rất là cao cấp ở trên đồng hồ. Chúng ta sẽ không chỉ có một cái màu đen một màu trắng đơn điệu nữa, thì với cái dòng FV 600 vừa mới được ra mắt trên thị trường hiện nay, thì nó sẽ có những cái kiểu dáng cũng như là những cái phối màu rất là xuất sắc, rất đẹp, thưa các bạn. Chúng ta vẫn sẽ có các cái sub dial cũng như là bộ ba kim ở trên FV 600D. Chúng ta vẫn sẽ có kim giờ và kim phút hình lưỡi kiếm và thân kim được phủ một cái lớp dạ quang rất là to bản như thế này. À, đầu kim dây của chúng ta sẽ được phủ một lớp sơn màu cam đồng điệu với cả à, tông màu đỏ rất đẹp thưa các bạn. À, các bạn sẽ có ba cái phần sắp dial à, với sau đầu vị trí 12 giờ của chúng ta nó sẽ là phần 10 giây à, của kim dây bấm giờ. À, chúng ta sẽ có sau đầu vị trí 9 giờ của chúng ta à, nó sẽ là kim phút của kim dây bấm giờ. À, chúng ta sẽ có sau đầu vị trí 6 giờ chính là kim dây của kim dây bấm giờ à, và bấm giờ nó sẽ như thế nào thì chúng ta sẽ sử dụng cái nút phía trên bên phải này với một cái kết cấu nút bấm cũng rất là pro giống như là những cái chiếc đồng hồ bấm giờ thực thụ vậy chúng ta sẽ bấm nút này thì các bạn sẽ thấy là sau đều vị trí 12 giờ 1 phần 10 second này đó 1 phần 10 sec này viết tắc của second này nó sẽ chạy rất là pro và chúng ta sẽ có kim dây này nó cũng sẽ chạy này đây là kim phút của kim dây bấm giờ đó đấy là chức năng của ba cái sắp dial Mà chúng ta stop này và chúng ta reset này rất là đơn giản start này chúng ta bắt đầu và chúng ta dừng lại ở nút phần phía trên còn với nút phía dưới này để cho chúng ta reset à, với fv 600d thì chúng ta sẽ có logo edifit này thuộc tập đoàn Casio à, chúng ta sẽ có mức độ chống nước là water resist là 100 m à, tức là chống nước ở mức 100 m cho các bạn có thể thoải mái đi bơi đi biển thì với cái phiên bản dây thép này thì với các anh em mà chúng ta thích đi bơi thường xuyên đi bơi thì Edifit này, FV600D này với dây thép này thì nó quá hợp rồi. Các bạn chỉ có lưu ý khi mà chúng ta sử dụng những cái chiếc đồng hồ Edifit, thân máy của chúng ta sẽ có thể chống nước ở mức 100 m đi bơi được. Tuy nhiên thì ở những cái phiên bản dây da thì chúng ta hạn chế sử dụng nó đi bơi tại vì dây da thì kể cả dây da thật thì khi mà chúng ta ngâm nước lâu khi mà chúng ta đi bơi thì nó sẽ rất nhanh phá vỡ cái kết cấu của dây da và nó sẽ làm cho bục cái dây da cũng như là bong chóc cả các cái lớp đánh bóng ở phía phía bên ngoài và do đó thì nếu mà các bạn thường xuyên đi bơi thì Belo khuyến nghị các bạn mua luôn những cái phiên bản mà nó dây thép như thế này thì chúng ta bơi lội một cách thoải mái chúng ta sẽ tận dụng được hết cái khả năng chống nước của đồng hồ và ở FV 600D này thì chúng ta sẽ có một cái ô lịch ngày ở vị trí 4 giờ như thế này rồi và để chỉnh giờ của FV 600D thì nó cũng sẽ tương đồng với cả các cái đồng hồ Casio Edifit 3 nút mà thôi chúng ta sẽ có một cái nút núm xoay núm xoay với một cái chuyện logo Edifit rất là đẹp ở phần vị trí 3 giờ và chúng ta sẽ chỉ cần rút núm xoay này ra thôi để cho chúng ta có thể được chỉnh được giờ à, và các bạn lưu ý thì với những chiếc đồng hồ Casio Edifit mà nó không có cái ô chỉ báo ô oh sub dial chỉ báo 24 giờ trong ngày thì các bạn nên xoay đồng hồ qua cái mốc 12 giờ này trước khi chỉnh giờ để các bạn xác định được chúng ta đang ở giờ sáng hay giờ chiều thì khi mà belo vừa mới xoay qua cái mốc 12 giờ như thế này thì các bạn có thể thấy là ô lịch ngày nó vừa nhảy thì khi mà ô lịch ngày nó vừa nhảy thì tức là chúng ta đang ở 1 giờ kém 15 sáng rồi à, và sau khi mà chúng ta đã xác định được giờ sáng hay giờ chiều thì bây giờ chúng ta sẽ chỉnh chính xác cái giờ hiện tại của chúng ta. À, bây giờ chúng ta đang là 16 giờ 08 buổi chiều đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ vặn này, chúng ta sẽ vặn qua mốc 12 giờ luôn. Chúng ta đang ở giờ sáng và trong đó chúng ta bỏ qua cái lượt giờ sáng này. Chúng ta vặn này. Và các bạn có thể thấy là chúng ta vặn qua 12 giờ mà nó không chỉnh ô lịch ngày này. Đó thì chúng ta đang ở giờ chiều và bây giờ đang là 16 giờ 09 rồi. 16 giờ 09 phút. Ok chúng ta sẽ chỉnh đúng đó Rồi à, Chỉnh xong thì chúng ta chỉ cần đóng chốt lại là xong à, Tuy nhiên thì ở cái chế độ chỉnh giờ này thì các bạn có thể cân được cái phần kim dây bấm giờ này Thì nhiều bạn trong quá trình sử dụng các bạn có thể làm uh, uh, lệch cái kim dây bấm giờ này đi Thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái uh, uh, chức năng này để các bạn cân lại cái kim dây bấm giờ Chúng ta chỉ cần rút cái chốt này ra và sau đó chúng ta giữ cái phần uh, kim ở phần phía dưới này thì các bạn sẽ thấy là à, cái kim dây này, cái kim dây bấm giờ này nó sẽ trôi như thế này. thì các bạn hoàn toàn chúng ta sử dụng à, cái à, phần kim này để chúng ta cân được các cái phần kim dây bấm giờ. À, phần nút phía trên thì giúp cho chúng ta cân kim à, của cái sub dial phần 10 giây. còn cái kim dưới thì nó sẽ giúp cho chúng ta cân được cái kim dây của kim dây bấm giờ rất là đơn giản như vậy thôi. chúng ta sẽ giữ nút này, đó, chúng ta sẽ giữ cái nút phía dưới này để chúng ta cân kim À, thì nếu mà các bạn à, thấy nó bị quá này thì chúng ta à, cho nó à, cứ giữ cái nút phía dưới này cho nó xoay để cho cái phần kim phút của kim dây bấm giờ này nó quay trở về cái mốc 60 như vậy là chúng ta hoàn toàn có thể tự chúng ta cân được cái vị trí của kim dây bấm giờ nếu mà các bạn thấy lệch thì chúng ta có thể tinh chỉnh lại như vậy và trong cuộc sống hàng ngày khi mà các bạn sử dụng ấy thì uh, chẳng may các bạn bị va đập nó quá mạnh thì nó cũng sẽ dẫn đến sự xô lệch của các kim của đồng hồ thì do đó thì hãng họ sẽ bố trí cho chúng ta cái uh, cách cân lại kim như vậy để giúp cho chúng ta luôn luôn có một sự chính xác một cách tuyệt đối trong quá trình vận hành cũng như là sử dụng FV600D. Và như vậy thì mình vừa mới cân lại kim cũng như là chỉnh giờ cho FV600D rồi thì các bạn có thấy là nó rất rất là đơn giản đúng không ạ? Và sau đó thì chúng ta chỉ chỉ cần đóng chốt này vào lại mà thôi. À và các bạn muốn chỉnh lịch ngày thì các bạn lại rút chốt ra nhưng mà lần này thì chúng ta rút nhẹ thôi. Vì chốt nó sẽ gồm có hai nấc, nước. nước ngoài giúp cho chúng ta chỉnh giờ còn cái nấc phía cái nước phía trong thì chúng ta ta chỉnh ngày và chúng ta sẽ vuốt từ trên xuống dưới như thế này để chúng ta chỉnh cái ô lịch ngày và ngày hôm nay là ngày 24. rồi chỉnh xong thì chúng ta nhớ đóng hoàn toàn cái chốt này vào để đảm bảo cái khả năng chống nước của đồng hồ à, và các bạn sẽ thấy là ở phần phía nắp lưng này thì chúng ta sẽ có à, hai cái phần tem Đó, là tem xanh nó chính là cái tem chống hàng giả của nhà sản xuất à, còn cái tem vàng này thì là à, cái tem chống hàng giả của nhà phân phối giúp cho chúng ta yên tâm đây sản phẩm chính hãng và phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam và à, các bạn à, luôn luôn yên tâm là tất cả những sản phẩm Casio G-Shock Baby-G nói chung à, tại Belo thì đều là sản phẩm chính hãng và phân phối chính thức tại Việt Nam thì 100% nó sẽ có những cái tem vàng chống giả như thế à, để giúp cho các bạn nhận được đầy đủ những cái à, à, chế độ bảo hành à, của nhà phân phối như là à, một năm cho thân máy ở trên toàn quốc với à, mạng lưới trung tâm bảo hành rất là dày đặc trải dài ở trên toàn quốc à, của nhà phân phối Casio Anh Khuê. À, và khi mà các bạn à, đặt mua FV600D à, tại Belo Lê Hải Tổ thì các bạn sẽ nhận được đầy đủ tất cả những cái phụ kiện từ phía nhà sản xuất và thẻ bảo hành của nhà phân phối. À, ngoài ra thì Belo sẽ tặng kèm cho các bạn cái thẻ thay pin miễn phí trọn đời này để giúp cho các bạn không bao giờ phải lo lắng về à, pin của đồng hồ à, khi mà các bạn đã mua những sản phẩm à, tại Belo. Rồi và FV600D 4A này, FV một chiếc Casio Edifit mặt lửa này thì nó sẽ có tuổi thọ pin là khoảng 3 năm theo công bố của nhà sản xuất và nếu mà các bạn ít sử dụng những cái chức năng bấm giờ thì chúng ta sẽ có tuổi thọ pin nó sẽ cao hơn một chút nó lên khoảng 4 đến 5 năm thì chúng ta mới cần phải thay pin và các bạn luôn luôn yên tâm là chúng ta sẽ luôn luôn được thay pin miễn phí trọn đời tại Belo Lê Hết Tổ kích thước vỏ của Edifit ev 600D 4A của chúng ta sẽ là 49 mm cho chiều cao này 43,8 mm cho bề ngang và 11,1 mm cho độ dày rất là tốt so với những chiếc đồng hồ Casio Nói chung chúng ta sẽ có cổ tay Chỉ khoảng tầm 14,5-15 trở lên Chúng ta đã đeo được rồi Thì các bạn sẽ thấy là cổ tay 16cm như của mình Thì mình sẽ đeo rất là thoải mái Cái EV600D này Và tổng trọng lượng của EV600D Trong một phiên bản dây thép là 135g Đây là một trọng lượng chấp nhận được Trong một phiên bản Casio Refit Sử dụng full thép không gì như thế này rồi và rất là cảm ơn sự theo dõi của các bạn trong video clip đập hộp uh, phiên bản Casio Edifit mặt lửa rất đẹp và rất mới có một mức giá rất là hợp lý vừa cập bến Belo lên Edifit FV 600D 4A của chúng ta sẽ có mức giá niêm yết là 3 triệu 361 nghìn đồng uh, với những cái tính năng như là bấm giờ thể thao chronograph chống nước ở mức 100 m và sử dụng cái uh, mặt bằng thép không gì stainless steel case tức là vỏ cũng như là dây hay là nắp đáy thì đều được làm bằng thép không gì rất là tuyệt vời À, và các bạn có thể click vào đường link mà mình để ở trong phần mô tả để các bạn có thể à, check được cái mức giá sale rất tốt tại thời điểm hiện tại mà Belo dành à, cho các bạn với phiên bản EFV 600D này thì các bạn sẽ chỉ cần bỏ ra khoảng hơn 2 triệu một chút mà thôi thì chúng ta đã sở hữu được cái phiên bản Edifit EFV 600D lửa rất là đẹp như thế này. À, chính hãng phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam. Rồi và rất là nhiều thông tin Belo vừa mới truyền tải đến các bạn trong video clip ngày hôm nay Thì rất là mong qua video clip này thì đã giải đáp được một số những cái thắc mắc Cũng như là cung cấp đến uh, cho các bạn những cái thông tin hữu ích về Casio Edifit tại Việt Nam Cũng như là mẫu EFV 600D 4A vừa mới cập bến Belo Lê Tổ uh, Belo rất là cảm ơn sự ủng hộ cũng như là sự theo dõi của các bạn trong video clip ngày hôm nay uh, Và rất mong sớm gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo Mình xin phép được kết thúc video clip ngày hôm nay tại đây uh, Xin chào và hẹn gặp lại